Em xin kính chào quý vị anh chị nhé, cùng quý nhà đầu tư đang xem trên kênh Bất Động Sản Trung Nguyên Gia Lai. Hôm nay là Noel đây quý vị anh chị và kênh Bất Động Sản Tây Nguyên Gia Lai chúng em kính chúc quý vị anh chị, quý nhà đầu tư một mùa Noel thật là ấm áp, thật nhiều sức khỏe bên gia đình nhé. Và hôm nay em đang đứng ở trên trục đường quốc lộ 14 ạ. Và trục đường vị trí em đứng đây nhé, thuộc huyện Chư Sê nhé. Hôm nay em review giới thiệu cho quý vị anh chị một sản phẩm có bề ngang là 24 m và sâu vào bên trong là 50 m nha quý vị anh chị. Hiện tại trên đất thì đã có 145 m đất là đất thổ cư nha quý vị anh chị. Thực sự là với bề ngang 24 m bám mặt tiền quốc lộ 14 đã trừ hết lộ giới rồi nha quý vị anh chị. Và em sẽ chỉ các hướng đi cũng như là tiện ích của lô đất này nhé. Từ vị trí em đứng đây mà ra đến bến xe mới của huyện Chư Sê đấy, đây, theo hướng cây em chỉ này là rơi vào khoảng 1,5 km những quý vị chị. Ngay trên đầu đường trên này là bến xe mới và ra đến chợ, trung tâm chợ của huyện Chư Sê là rơi vào khoảng chưa đến 4 km những quý vị chị. Đó, và ra đến thành phố Pleiku sân bay là rơi vào khoảng 35 km nhé. Khu vực dân cư thì ở khá là đông rồi quý vị chị, ở dọc tuyến đường quốc lộ 14 này. Đây là khu dân cư như quý vị chị. Và theo hướng ngược lại chúng ta sẽ ra đến trung tâm của huyện Chư Pứ là rơi vào khoảng 10 km nhé. Và ra đến các tỉnh phía Nam nha quý vị chị. Lưu lượng xe cộ ở đây thì đi lại rất là đông nha quý vị chị. Xe tải, xe máy này, xe khách đi lại rất là đông nhé. Và em sẽ tiến sâu vào lô đất để quay và chỉ tanh cho quý vị chị nhé. Đây, và em đã tiến vào lô đất của chúng ta rồi nhé. Đây, bám mặt tiền quốc lộ 14 là 24 m nha quý vị anh chị. Đây, em sẽ chỉ danh đất cho quý vị anh chị nhé. Giáp danh với nhà hàng xóm này nhé. Ba mặt tiền quốc lộ 14 là 24 m nhé. Và sâu vào bên trong là 50 m ạ. Trên đất hiện tại là có 145 m đất là đất thổ cư nha quý vị anh chị. Đây. Đất thì khá là bằng phẳng, thấp hơn đường một chút xíu thôi. Trên đất thì hiện tại là đang trồng một số cây như là cà phê thôi, cà phê với tiêu với người kia thôi, có ít thôi ạ. Và với mức giá bán gia chủ mong muốn là 120 triệu một mét ngang, quý vị, 120 triệu một mét ngang ạ. Một mức giá bán cực kỳ là hấp dẫn nhé. Do là gia chủ đang cần tiền gấp ngay trong Tết này nên là bán với mức giá cực kỳ là tốt như thế nhé. Một sản phẩm rất là phù hợp để quý vị anh chị mua về đây có thể đầu tư, cũng có thể để chúng ta làm kinh doanh mô hình xây dựng nhà xưởng, nhà nghỉ khách sạn nhé. Xây dựng nhà xưởng, kho xưởng ở đây thì khá là hợp lý nhé. Theo như diện tích em thấy thì ngang mà 24 m thì chúng ta làm một cái kho nông sản, là kho buôn bán phân do, kho sắt thép, rất là hợp lý nhé quý vị chị. Bề ngang lên đến 24 m thì quý vị chị đã trừ lộ giới rõ ràng rồi nhé. Đây, ở đây thì có quán cà phê nhé, sửa chữa ô tô này, xăm lốp này. Trên này thì cách bến xe chỉ khoảng 1,5 km thôi quý vị chị. Bến xe mới của trung tâm huyện Chư Sê đấy ạ. Đây. Và em xin phép kết thúc video tại đây nhé. Quý vị anh chị quan tâm đến Bất Động Sản Tây Nguyên Gia Lai thì cho em xin một like và một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận về những video sản phẩm mới nhất của kênh Bất Động Sản Tây Nguyên Gia Lai chúng em nhé.